5 sự thật nổ não mỗi ngày. Ngày 3 chủ đề về hát trên trà chanh giã tay. 1. Trà chanh giã tay bắt nguồn từ Trung Quốc. Hiện nay, trà chanh giã tay đã và đang là một thức uống hát trên của nhiều bạn trẻ trên toàn quốc. Món uống này thực chất đã có từ hơn 1 năm trước tại Trung Quốc, đến lúc này mới xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Nội và dần trở nên nổi tiếng ở Việt Nam. 2. Loại chanh dùng trong trà chanh giã tay không phải là chanh Việt Nam. Đây chính là điều khiến thức uống này trở nên đặc biệt. Dù dùng nguyên liệu cơ bản gồm trà, chanh tươi, mật ong, đá, như trà tắc, nhưng loại chanh được sử dụng ở đây là chanh Quảng Đông, còn gọi là chanh nước hoa. Có kích thước lớn hơn, thơm hơn và ít đắng hơn chanh Việt. Khi giã sẽ có mùi hương đặc trưng bay rất xa và uống không bị đắng. 3. Có đến vài chục loại trà chanh khác nhau. Trà chanh từ lâu đã trở thành thức uống xu hướng trong những ngày hè nóng bức. Không chỉ trà chanh truyền thống hay trà chanh giã tay, người Việt Nam đã kết hợp và tạo ra hàng chục loại trà chanh từ các nguyên liệu vô cùng quen thuộc. Ví dụ như trà chanh xả, trà chanh dâu, trà chanh đậu biếc, trà chanh hoa hồng, trà chanh kim quất, trà chanh triều tím, rất nhiều đến mức kể không hết. 4. Công dụng của trà chanh. Một ly trà chanh có chứa nhiều hợp chất dinh dưỡng. Do đó có thể thấy, trong khoảng 100ml nước trà chanh sẽ chứa khoảng 23kcal. Số năng lượng đó tuy thấp, nhưng có nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể. Trà chanh giúp thải độc, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tinh thần, ngăn ngừa bệnh ung thư và hỗ trợ tim mạch. Mặt khác, chanh là loại thực phẩm giàu vitamin C và chất xơ. Do đó, trà chanh là sự kết hợp hoàn hảo cho những người đang trong quá trình giảm cân. 5. Nguồn gốc của chanh. Cho đến hiện nay, nguồn gốc của chanh vẫn còn là một bí ẩn, nhưng hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý rằng chanh có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Có bằng chứng cho thấy chanh đã được trồng ở Ấn Độ và Trung Quốc từ hơn 2.500 năm trước. Chanh đã được du nhập vào châu Âu trong thời kỳ La Mã cổ đại và sau đó được trồng ở khắp nơi. Chanh hiện là một trong những loại trái cây phổ biến nhất trên thế giới.